Hello, chào tất cả bác đã trở lại với kênh của Khang Hy Vi Hành. Bác hôm nay lịch sử không? Lịch sử đó và sẽ bị không đừng nữa. Thì hôm nay tôi chia sẻ một cái chủ đề mà đang tranh cãi, đó là cái chủ đề về cái viên xá lợi ở trong cái xác của Phật tử các bác. Có nghĩa là có một trường phái này, người ta nói là không tin cái việc mà Phật tử khi mà thiêu sẽ có những cái viên xá lợi ấy, đủ màu ấy, trắng xanh đỏ đó. Còn như bên Phật giáo thì người ta nói là điều đó là có. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bác đi đến một nơi ở trên đỉnh kia để tìm và gặp những viên xá lợi đẹp, rất là đẹp, rất là nhiều. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về viên xá lợi nhé. Rồi, let's go, đi thôi. Hiện tại thì đang có ở mặt cái tầng thứ nhất rồi các bác. Có nghĩa là đây nó khoảng là 4 hay 5 tầng gì đó. Thì cái tầng trên cùng là đựng xá lợi nhá. Xá lợi. Cái từ lời cao nó thấp là tôi phát âm không chuẩn đâu nhá. Chỉnh mét thì mít. Hiện tại tôi đang đứng ở nơi đây là tầng thứ nhất. Đẹp không? Đẹp quá, rộng. Rồi các bác, hiện tại thì tôi đang lại có mặt ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai nha các bác. Xem có những cái gì này. Tầng thứ hai. Thì hiện tại các bác, thì tôi đang đứng ở tầng thứ hai, thì ở đây cũng có xá lợi nhưng mà rất là ít và nhỏ. Còn chuẩn nhất là phải lên cái trên cùng thì tôi sẽ cho các bác chiêm ngưỡng tất cả các xá lợi ở trong cái chùa Bộ Long này có nha. Bây giờ mình nhìn trên đây không đây? Chụp máy anh ấy, chụp cứ tiếp về chuyển sang được đúng không? Ok. Còn anh Hùng đây anh nói là cái viên xá lợi đó, ví dụ như trong tay một người nào đó mà người ta làm công đức nhiều, viên xá lợi nó sẽ từ từ nó to ra. Còn ví dụ như là công đức không có thì xá lợi nó sẽ nhỏ và hơi như bị teo đó. Các bác nhìn thấy không? Những viên xá lợi nhỏ đó. Có đi lên trên anh không? Rồi, hello các bác. Thì hiện tại là tầng thứ 3 nhé. Tiếp tục là tầng thứ 3 vẫn chưa có xá lợi vẫn ở trên. Tầng 3 thì rất là đơn giản, hầu như là chỉ một chính điện kia có một ngày Phật đang ngồi ngự. Ok. Anh hồi đang làm cái gì, cái thùng. Rồi, tiếp tục đây. Ok các bác, thì hiện tại tôi đang tầng thứ tư, Ok, tầng này là tầng cuối cùng và toàn bộ xá lợi đang để trên đây các bác. Đấy, các bác thấy không? Thấy gì chưa? Tất cả xá lợi đang nằm trong lòng đó. Nó có hàng trăm, hàng ngàn viên, rất là nhiều chứ không phải ít đâu các bác. Từ từ tôi cho xem từng hình một nhá. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng trước rồi tôi sẽ tiến lại gần. Rồi các bác nhá, thì mình nói thẳng luôn về cái vấn đề chính nhá, thì tôi sẽ không có phân biệt đạo nào hết, tôi sẽ nói thẳng, có nghĩa là tôi là người đạo Công giáo. Nhưng mà cái hiện tượng xá lợi này thì tôi thấy có hai bên, là người ta một bên tin một bên không tin. Thì tôi là người đạo Công giáo, tôi ở giữa, thì tôi sẽ nói một câu thẳng thắn như thế này. Cái gì mà mình tin thì sẽ có. Cái thế giới tâm linh huyền bí thì tôi nói với các bác là vô cùng sâu xa, không có khoa học nào giải thích nổi đâu. Vậy nên
cái chuyện mà xá nợ này tôi nghĩ là có, còn khía cạnh mỗi người thì tự mỗi người biết thôi. Còn những ai mà vào bình luận có nói những cái câu nó không hay thì sẽ cứ bị người ta bắt nỗi, người ta chửi lại thôi. Vậy nên mình hiểu rõ ràng câu chuẩn là tin là có. Viên xá lợi này thì tôi đã tìm hiểu trên mạng, tôi đã xem qua, tôi cũng như các bác thôi, cũng chưa biết gì cả, cũng đi tìm hiểu. Thì tôi đã xem qua thì tôi phát hiện ra là nó là những viên, nó không có giống kim cương nhưng mà nó cứng như kim cương. Nó không có giống đá nhưng mà nó lại có vẻ đẹp, còn đẹp hơn đá đỏ, đẹp hơn các loại đá nữa. Mà cái độ chịu nhiệt của nó, người ta có nói nó có thể lên tới hàng ngàn độ. Độ bền của nó thì khỏi nói rồi, áp lực của nó chịu được như viên kim cương. Rất là hay. Có một trường phái thì một nhóm người ở trong thì người ta nói như thế này này. Cái viên xá lợi là do cái quá trình ăn chay mà hình thành, do sỏi, do các loại carbon nó bị đóng lại. Rồi là do cái quá trình mà thiêu, do nhiệt độ có thể là nhiệt độ tăng, nhiệt độ giảm. Đấy. Có thể là nhiệt độ nó không có theo một cái quy trình nào đó để hình thành ra những cái viên xá lợi như thế này. Nhưng mà chuẩn, tôi được biết và tôi được nghe rất là nhiều người nói, những người mà đức cao, những người mà có gọi là tiếng nói trong cái Phật pháp ấy, người ta có nói như thế này: xá lợi này là của ngài Gotama, có nghĩa là Đức Phật lúc tạ thế người ta để lại. Thì ở khắp các nước đều có các bác, không phải là chỉ ở riêng một đất nước nào, ở Ấn Độ hay ở đất nước nào, tất cả các đất nước đều ok là có xá lợi nha. Còn cái chuyện mà thật hay giả thì mình đừng có quan tâm làm gì, tại vì sao, trong cuộc sống mà có cái thật có cái giả. Video này tôi chia sẻ với mọi người để mong mọi người, nếu ai có thích thì đến đây chiêm ngưỡng, cũng như là đến đây để thăm, hoặc ai biết ở đâu có nhiều xá lợi hơn thì có thể bình luận dưới video để có thể là tôi đến, hoặc là nhiều người khác đến để chiêm ngưỡng. Còn đây là một điểm mà tôi nói là từ trước giờ tôi thấy là xá lợi nó có thể là nói là nhiều nhất mà tôi đã từng đi. Còn cũng có những người mà tôi quen, người ta cũng có lưu giữ vài viên xá lợi, người ta có nói như thế này: công đức càng lớn, công đức càng tốt, làm sống như thế nào đó thì cái viên xá lợi nó càng sáng, càng đẹp. Còn trong tay những người mà không có làm việc thiện, không công đức thì xá lợi cũng không có tác dụng nhá. Thôi vậy, nói chung là nói khía cạnh như thế thôi. Còn mọi người muốn biết thêm thì tự mình vào Google search tìm hiểu. Bây giờ trên Google cái gì cũng có, tất cả đều có trên Google. Ok, rồi tiếp tục mình đi xem tiếp nhá. Nãy giờ tôi thấy cái này đặc biệt nhất này. Đây là toàn bộ nhìn như những viên đá đen như những viên sỏi đen á, sỏi cuội đen á. Ok, tiếp tục. Nãy giờ tôi đi mới được có nửa vòng các bác. Cái này viên như những viên thạch anh quý lắm, sáng long lanh đẹp tuyệt vời. Đây thì lại tiếp tục lại đến rêu phong và đá bị mưa gió nó làm cho mờ hóa. Tiếp tục là thạch anh quý. Wow, đây các bạn. Bên trong hình nó giống như những cái viên gì nhỉ? Giống như xi măng mà đóng cục, làm thành cục mà màu xi măng này đấy. Mà hình hài thì nó đủ loại hết đấy, tròn dài đủ loại. Ok, tiếp tục đi. Đây.
vừa đến sau khi chỉ kệ cũng biết. Còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề tâm linh. Những Phật tử đến đây nên trên đó để thưởng thức, để tìm hiểu, để khám phá những gì mà tôi vừa đi, vừa trải nghiệm đó. Thôi, hẹn gặp lại các bác ở video sau nha. Nơi đây là nơi đáng để đến. Vậy nha, chào các bác.